Cô làm cái gì vậy? Sao hết nước mắm vào mặt cậu ấy? Việc cho ông à? Anh để em ạ. Tôi bảo này, cậu vào trong rửa đi, chứ cái nước mắm này nó ám mùi lắm. Em cảm ơn anh. Để em nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Anh cứ vào đi ạ, lát em rửa sau. Em làm gì vậy? Sắp mù đến nơi rồi mà vẫn không hiểu gì à? Đang yên đang lành, tại sao cô làm vậy? Đang yên đang lành sao? Anh nói nghe hay quá nhở. Chúng ta đang yêu nhau cơ mà. Tôi thấy cô kêu đói, tôi đưa cô đến đây. Cô không hài lòng cái gì cô phải nói với tôi chứ. Tại sao lại hành xử như vậy? Anh câm mồm vào. Ai yêu đương gì với anh? Từ nay tốt nhất chấm dứt đi. Tôi muốn biết lý do. Thế thì anh nhìn đi. Nhìn xem tôi là người như thế nào. Tôi không phải mấy cái bọn ăn mày hay ăn xin ngoài chợ, mà anh dắt tôi tới cái chỗ của nợ này ăn. Chỗ này thì sao? Bao nhiêu người, trong đó có tôi vẫn ăn đấy thôi. Vậy cho nên tôi chia tay anh là đúng rồi đấy. Cô đúng là vô lý. Tôi lại chẳng thấy tôi vô lý chỗ nào cả. Anh nhìn lại xem, quán thì không ra quán, bẩn thỉu hôi hám, đồ ăn thì cũng không ra gì. Đã thế lại còn chấm chung một bát nước mắm. Anh nghĩ là tôi có thể nuốt nổi mấy thứ này à? Được rồi, là tôi sai. Cô có thể đi. Anh không sai, chẳng lẽ anh đúng à? Có cái thứ đàn ông nào dẫn người yêu đi ăn lại đưa vào cái chỗ lợn không muốn ăn thế này không? Cô ăn nói lịch sự hơn đi. Chẳng qua tôi muốn đơn giản để tôi và cô gần gũi nhau hơn. Nhưng mà không thể nghĩ được cô lại là người quan trọng hình thức như vậy. Coi như tôi đã nhìn nhầm người. Anh nhìn nhầm tôi, chứ không phải là tôi nhìn nhầm anh à? Cái loại đàn ông gì đâu, bủn xỉn, ki bo. Đã thế lại còn hay ra vẻ đạo lý. Loại như thế á, tôi khinh. Này cô, từ nãy giờ tôi thấy cô quá khát lắm rồi đấy nhá. Tôi nói có gì sai à? Cậu đưa cô vào đây, nếu cô không ưng thì cô có thể đi. Đằng này cô cố tình ngồi rồi cư xử như vậy là sao? Thì chân ở trên người tôi mà. Tôi thích đi bao giờ thì đấy là việc của tôi. Ông có quyền gì mà nói? Tôi không ngờ một người xinh đẹp như cô lại ngang ngược và vô lý như vậy. Cậu Dương này, cô ta bỏ cậu là may mắn cho cậu đấy. Tiếc nuối làm cái gì nữa? Em hiểu rồi ạ. Cô đi đi. Từ giờ xem như chúng ta không còn quan hệ gì nữa cả. Anh nên nhớ là tôi chê anh, bỏ anh, chứ không phải là anh bỏ tôi. Nhớ kỹ điều đấy vào. Cô nghĩ thế nào cũng được. Cậu tìm hiểu kiểu gì vậy? Cái loại quái thai như thế này mà cũng yêu được? Trước kia cô ấy đâu có như vậy đâu ạ. Mãi đến ngày hôm nay em mới thấy được bộ mặt thật của cô ta. Thôi, đừng buồn nữa. Cậu là người tốt, tôi tin sẽ có rất nhiều cô gái yêu mến mà muốn dành tình cảm cho cậu. Thôi, vào trong rửa mặt đi. Em cảm ơn anh ạ. Chị hẹn em ra đây có chuyện gì đấy? Thì cái chuyện xin việc hôm trước chị bảo mày ấy, mày làm đến đâu rồi? Ơ, hôm trước chị bảo với em là chị đang yêu anh nào đấy, nên chị cần phải cân nhắc lại mà. Cần phải chả nhắc cái gì, tất cả chỉ là một cú lừa thôi. Em không hiểu, lừa đảo gì ở đây ạ? Thì cái thằng cha mà chị quen ấy, vừa bần tiện, vừa nghèo kiết xác ra. Chị vừa chia tay hôm qua rồi. Em nhớ mọi hôm chị kể với em đó, người yêu chị là người thành đạt cơ mà. Thì thế chị mới nói là bị lừa. Bây giờ chị hỏi em nhá, làm gì có thằng đàn ông nào thành đạt đưa người yêu đi ăn lại đưa ngay vào cái quán bánh cuốn vỉa hè. Nhìn vừa mất mỹ quan, vừa mất vệ sinh, vào hèn cả người ta. Chị cứ nói thế, em thấy bánh cuốn vỉa hè có sao đâu, nhiều hàng vẫn ngon và sạch sẽ mà, em ăn suốt. Mày suy nghĩ kiểu gì đấy Nhiên? Nếu như mà quán đấy ngon lành sạch sẽ, người ta đã sớm mở cửa hàng to đùng rồi, có thương hiệu, có biển bảng đàng hoàng rồi, việc gì phải ngồi lề đường bán như thế? Thì mỗi người một hoàn cảnh mà chị. Mình không ở vị trí của họ thì làm sao mà hiểu được. Thế mày cũng có đang trong hoàn cảnh của chị đâu mà mày nói như thật thế. Thôi bỏ qua vấn đề này đi, mình nói chuyện công việc nhá. Nếu như mà chị muốn vào tập đoàn em làm ý, thì chị phải hết sức tập trung vào công việc, bớt cái chuyện yêu đương linh tinh lại. Chị biết là tập đoàn em làm nó lớn như thế nào mà. Ôi giời, biết rồi, khổ quá. Thế mày tính cho chị làm ở bộ phận nào đấy? Em đã trao đổi với giám đốc Long của bộ phận thị trường rồi. Em thấy bộ phận đó thoải mái và phù hợp với chị đấy. Thế cũng được đấy. Vâng,
Thế ngày mai chị qua phòng nhân sự rồi ký hợp đồng nhá. Em có việc bận, em đi trước đây. Ơ, này, thế mai chị đến chị tìm mày hay tìm ai? Thì chị đến chị gọi cho em. Em sẽ nhờ giám đốc Long đưa chị đến bộ phận nhân sự. Thế nhá, em về trước đây. Em mới chả út. Chẳng qua là mày may mắn hơn tao thôi, chứ chắc gì đã giỏi hơn tao. Mà cứ hễ gặp cái là dạy đời lên mặt. Này, của chú đây. Anh ơi, cho em suốt bánh cuốn nhá. Ồ, Nhiên đấy à? Lâu lắm mới thấy em tới. Ngồi đi, ngồi đi. Ơ, chủ tịch ạ, anh cũng ăn ở đây à? Không ngờ em cũng là khách quen ở chỗ này. Vậy mà lâu nay anh không biết. Vâng, ngày xưa em đi học, em toàn ăn ở đây thôi. Nhưng mà bây giờ bận đi làm rồi, thi thoảng mới qua được anh ạ. Nếu mà em không ngại, thì ngồi cùng anh. À, dạ, vâng, cảm ơn chủ tịch ạ. Ồ, thế hai đứa quen nhau à? Dạ, đây là sếp của em đấy anh ạ. À, thế làm cùng nhau à? Ủa anh đấy, Dương nó ăn ở nhà anh không biết bao nhiêu năm rồi. Thế mà bây giờ chúng mày mới va phải nhau thì kể cũng lạ thật. À thôi thôi, chờ anh tí nhá, anh vào làm bánh. Ủa cô chú đây. Em xin ạ. Ê, tự nhiên anh thấy hai đứa chúng mày đẹp đôi phết đấy nhỉ. Anh cứ trêu em. Bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi ạ. Gương. Anh bảo này, chú nhìn lại Nhiên xem, xinh xắn, hiền lành, tốt đẹp hơn gấp cả trăm lần cái con yêu quái hôm trước ấy. Anh đùa thôi. Ê, hai đứa ăn sáng đi nhá, thiếu gì cứ gọi anh. Vâng. Chủ tịch, anh Hòa nói thế là sao ạ? Không lẽ chủ tịch chia tay bạn gái ở đây ạ? Em xin lỗi ạ. Không có gì đâu, dù sao đấy cũng là sự thật mà. Em ăn đi. Dạ, em mời chủ tịch ạ. Em bảo này, bây giờ chị đã là nhân viên của tập đoàn ABA rồi. Chị ra ngoài làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Quy định của tập đoàn ABA không phải đơn giản đâu. Trời ơi, chị biết rồi, mày yên tâm. Dù sao, ở trên này cũng có mỗi hai chị em mình. Chị có khó khăn gì thì cứ bảo em, nhất định em sẽ giúp. Rồi rồi rồi, mà mày á, xem thường chị vừa thôi. Chị còn ra đời trước cả mày đấy. Cái chức nhân viên quèn này á, làm sao mà làm khó được chị. Thì em lo cho chị, nên mới nói như thế thôi. Biết rồi, phòng làm việc của chị đây chứ gì. Mày đi về đi, chị tự vào được, về đi. Em đi trước đây. Lúc nào gặp mình, nó cũng lải nhải mấy cái câu đấy, không thấy rắc tai à? Chẳng qua là tao thất thế, tao mới phải về đây thôi. Chứ còn làm nhân viên cấp dưới của đứa em họ như mày á, tao cũng đau đầu lắm. Tụi người mà lái xe. À, tôi nhận ra cô rồi. Vẫn nhận ra tôi cơ à? Thế thì hay đấy. Mới có mấy ngày thôi mà cái mặt cô có tử tế gì đâu mà tôi không nhận ra. Sao? Đến đây ăn bánh cuốn à? Xin lỗi nhá, quán tôi hết hàng rồi. Mà nếu còn á, tôi cũng không bán cho mặt cô đâu. Chết đến nơi rồi, thế mà vẫn còn mạnh miệng à? Hai đứa chúng mày thấy rồi chứ, thằng cha này không xem chị ra cái gì cả. Chúng mày xem thế nào, triệt luôn cuộc sống của lão ta đây. Vâng, chị cứ yên tâm. Này, chúng mày định làm gì? Tao báo công an gô cổ chúng mày lại đấy. Chúng mày sợ cái gì? Cái loại dưới đáy xã hội như thế này, có chết ra đấy cũng không ai quan tâm đâu. Tới đi! Chúng mày đừng quá đáng nhá, tao không sợ chúng mày đâu. Chúng mày sợ cái gì? Lên đi, tội đâu tao chịu. Này, có chuyện gì vậy? Tuyệt vời, không biết hôm nay ngày gì mà may mắn thế nhở. Tôi đang định đi tìm anh thì anh lại vác cái xác đến đây. Cô ta gọi người đến phá quán của anh đấy. Cô quá đáng vừa thôi. Anh ấy kiếm miếng cơm đã khó rồi, có cần gì phải dồn người ta vào đường cùng như thế. Với cái loại người kiếm cơm đã khó rồi nhưng mà còn không biết điều á, thì chết đi cho đỡ chật đất. Cô nói thế mà nghe được à? Anh hung hăng cái gì? Hôm nay á, ngay cả anh cũng không thoát được tội đâu. Tôi đắc tội gì với cô vậy? Hai thằng mày, thằng cha này lừa dối chị gần một tháng trời. Bây giờ chúng mày xử lý nó đi,
cho nó tàn phế luôn cũng được. Tội vạ đâu á, chị chịu tất. Hóa ra thằng này là thằng lừa tình chị à? Được, để bọn em xử lý. Dương, chú chạy đi. Cùng lắm là chú nó phá cái quán này của anh thôi, chứ nó không dám làm gì anh đâu. Anh cứ bình tĩnh, có em ở đây rồi, bọn họ không dám làm gì anh đâu. Nghe oai thế nhở? Này, ông nghĩ mình là bố đời à mà dám thở ra cô đấy? Anh ấy là chủ tịch tập đoàn ABA, là cấp trên của tôi với chị đấy. Nhiên, em vừa nói cái gì đấy? Mà sao ăn mặc kiểu gì trông chả ra làm sao này? Nhiên. Dạ. Em quen cô ta à? Dạ thưa chủ tịch, đây là chị họ của em, cũng là nhân viên mới của bộ phận thị trường ạ. Này Nhiên, anh ta là chủ tịch tập đoàn ABA thật à? Chị còn hỏi được nữa à? Tôi đã dặn đi dặn lại chị như thế nào, chị bỏ ngoài tai hết à? Chuyện này cũng đâu phải là lỗi của chị đâu. Chị đâu có biết được anh ta chủ tịch tập đoàn ABA. Cho dù có biết hay không thì hành động chị thuê côn đồ đến phá hoại tài sản và hành hung người khác như vậy là vi phạm pháp luật nghiêm trọng đấy. Chị có biết là bao nhiêu vụ gây rối trật tự rồi phải ăn cơm nhà nước rồi không? Người chị họ này của em cũng chính là người yêu cũ vừa chia tay anh mấy hôm trước. Đạo đức của cô ta hoàn toàn không xứng đáng để vào làm trong tập đoàn của chúng ta đâu. Cho dù anh có nể em cũng không thể giữ cô ta lại được. Dạ thưa chủ tịch, đây là lỗi của em, em xin chị trách nhiệm ạ. Thôi được rồi, mày không cần phải nói nữa đâu, tao nghỉ việc là được chứ gì. Chị không những bị nghỉ việc mà còn phải xin lỗi anh Dương và anh Hoàn nữa cơ. Nếu không thì không xong với tôi đâu. Mày vừa phải thôi nhá. Hành động của chị là vi phạm pháp luật đấy. Chị nghĩ như vậy bỏ qua là xong à? Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng thấy thoải mái gì khi nhận lời xin lỗi của cô ta đâu. Anh cũng vậy đấy, chỉ cần cô ta lượn nhanh giúp anh là được rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh Hoàn, chủ tịch ạ, em thực sự xin lỗi. Em không biết là chị họ em lại như vậy ạ. Không sao đâu, mà lỗi cũng đâu phải tại em. Đúng rồi đấy, chuyện cũng chưa có gì to tát cả. Nhìn em ngoan hiền thế này mà không hiểu sao lại có quả chị họ nó tai quái như thế. Thôi, chuyện không vui ta không nhắc lại nữa. Hai đứa ăn bánh cuốn đúng không? Ngồi đi, anh làm cho.